Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cái túi chống sốc, cũng là chống nhiệt của thằng Tom Tấp nha bạn. Cái thương hiệu này cũng là của Mỹ. Thì phía trước nó có cái bọc ni lông à, không có gì đó, mình tháo ra rồi. Thì đây là cái thương hiệu mà mình thấy là chất lượng nha bạn. Nó dành để đựng iPad, iPad Pro 11 inch là ok nha bạn. Thì bên hông đó. Đó thì phía này nó có những cái tem đây, các bạn có thấy là tem là túi đeo, túi sách nè, túi đeo Tom Tấp Dương Mỹ nè, dành cho MacBook, laptop, đồ luôn nha. Đó, nhà phân phối nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hang Giang 223 xẹt 7 Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận. Cái website nó là hangyang.vn nha bạn. Đó, cái ông này là ông nhập khẩu. Mình mua cái này là 780 ngàn nha bạn. Đó, bạn thấy là 780 ngàn. Đó, rồi, có cái mạc nữa. Kỹ thuật gì đó. Rồi, cái này thì nó nói này. Nó nói là tái chế từ mấy chai nhựa là ra cái túi đựng laptop nha. Còn chai nước là nói chung là nó làm đồ từ đồ tái chế. Đó, bảo vệ môi trường luôn. Rồi cái này là tái chế, cái tiếp để bảo hành warranty nè, này cũng không có gì. Rồi bảo vệ, nên là bảo vệ cái những cái thiết bị điện tử của bạn nha bạn. Đó, Tom Tấp đó, quá trời mạc luôn. Thì cái dây kéo của nó khá, nó xích, nó hơi khít nha bạn. Cái khít cái này để làm gì? Để là chống nước luôn bạn. Mình thấy là ok luôn, đi mưa đồ luôn là chống luôn á nha. Nó mới vô. Đó. Dây kéo cũng là chắc chắc chắn nha bạn. Túi màu xanh. Nó giống quần quần vải á bạn. Đó. Đây, đây Tom Tấp. Ở đây nó có cái ngăn nữa. Đó, cái ngăn mình đựng, mình có thể đựng cục sạc đồ tùm lum. Đó, ủa cái này có cái dây này gì nữa nè. Dây nữa này trong đây nè. Mình móc đâu á, đây nó có cái lỗ móc nha bạn. Rồi đó, rồi kéo lại, cái này mình bỏ cục sạc hay cái cục gì vô đó, vậy lại thôi. Rồi đó, thì phía trong mình coi phía trong nha bạn. Đó, rất là êm. Thì nó có cái dòng chữ là Amor. Thì cái này á, nó có một cái lớp giống như là lớp vải nhung vậy bạn. Thì nó có thưa. Thì cái này để dành cho là chống nhiệt cho bạn. Đó, rất là ok. À, rồi mình thử bỏ cái iPad 11 inch của mình nha. Đó, vào nè, đây cái iPad của 11 inch của mình nè. Thì mình cũng đã có một cái bao ở ngoài. Cái bao ở ngoài của mình là Motorola nha bạn. Cái thương hiệu này mình các bạn xài cũng được, mấy trăm ngàn à, cũng ok lắm, nhưng mà khoảng 6 tháng phải thay. Đó. Thì mình bỏ vô là vừa luôn nha bạn. Đó, các bạn thấy mình bỏ không? Đó, kéo lại đó, đó cái bát nó vừa luôn. Thì cái này nó làm được những gì? Thì cái này, cái điều này nó quan trọng là bạn. Thì á, mình xài cái này cũng được là cũng thời gian khá lâu rồi. Thì mình đi du lịch các bạn, du lịch bằng xe gắn máy á, thì các bạn thường bỏ cái iPad á, nó vào cái cốp xe như vậy, xe future đồ á. Thì khi mà bỏ đó thì nó sẽ rất là nóng, nhưng mà mình đi mà gần nó thì không sao, nhưng mà đi xa này rất là nóng. Mình đi từ đây đến Vũng Tàu á, đó mình bỏ bằng cái túi này luôn, thì mở ra nó mát rượi rồi bạn. Đó, nó chống sốc và chống nhiệt như vậy đó, cái này rất là đáng mua. Rồi thì video đến đây là đã dài rồi nha bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share giúp mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.